Moza Gala 2022, sự kiện âm nhạc để lại ký ức đẹp cho du học sinh Melbourne. Tối mùng 1 tháng 10 tại Mid Market, thành phố Melbourne, Australia, đêm chung kết Moza Gala 2022 với chủ đề The Multiverse diễn ra thành công. Moza Gala là tên gọi của cuộc thi tiếng hát sinh viên Việt toàn thành phố Melbourne, một trong những hoạt động truyền thống được Hội Sinh viên Việt Nam, Moza, tổ chức với mong muốn tạo cơ hội cho du học sinh và sinh viên được gần nhau hơn, đồng thời ca ngợi văn hóa quê hương, đất nước Việt Nam. Sau 5 năm vắng bóng, cuộc thi tiếng hát diễn ra ngày 1 tháng 10 với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như MC Anh Tuấn, ca sĩ Minh Duy và ca sĩ Minh Uyên với cương vị là ban giám khảo. Nhiều vị khách mời quan trọng đại diện cho các doanh nghiệp lớn, nhỏ tại Việt Nam và Australia cũng có mặt sớm để chúc mừng sự kiện. Moza Gala 2022 quy tụ gần 300 du học sinh đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học tại thành phố Melbourne, bang Victoria. Cuộc thi âm nhạc này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem bởi không gian trang trí lãng mạn của tông màu tím hồng, ví như đang lạc vào thế giới đầy màu sắc của âm nhạc tuổi trẻ. Với chủ đề The Multiverse, sân khấu đêm chung kết được trang trí bởi bóng bay, mô hình phi hành gia, mặt trăng với ánh sáng ấm khiến người xem cảm nhận được chủ đề của sự kiện. Ngoài ra, cuộc thi âm nhạc quy tụ dàn thí sinh tài năng và ban nhạc kinh nghiệm đem đến nhiều màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu đêm chung kết. Ban tổ chức đã khéo léo xen kẽ các tiết mục âm nhạc có âm hưởng nhẹ nhàng tình cảm như Until I Found You, Một Thời Ta Đã Yêu với các tiết mục có không khí vui tươi, bùng nổ, khuấy động như Mashup Nothing Jean do Easy Yes, Đôi Mắt, Bad Trip mang lại nhiều khung bậc cảm xúc cho người xem xuyên suốt sự kiện. Moza Gala 2022 còn có màn trình diễn của các vị khách mời đến từ ca sĩ Minh Uyên, nhóm nhảy nổi tiếng Melbourne hay cựu thí sinh Moza Gala mùa trước. Kết quả cuộc thi đêm chung kết đã được đánh giá một cách công tâm từ dàn ban giám khảo dưới sự chứng kiến của gần 300 khán giả. Vượt qua 9 thí sinh, bạn Phùng Khánh Huyền với màn trình diễn It Is Man, It Is Man, It Is War đã xuất sắc trở thành quán quân của Moza Gala 2022. À quân là bạn Đỗ Công Minh với tiết mục Bad Trip. Bạn Nguyễn Lê Trung Đức với tiết mục Con Có Đầy Cảm Xúc đã trở thành Á quân 2. Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, đọng lại cảm xúc không chỉ ở các bạn thí sinh mà còn ở tất những người có mặt hôm đó. Moza Gala 2022 đã kết nối cộng đồng người Việt nhằm khẳng định người Việt của chúng ta luôn hướng về những điều tốt đẹp nhất, dù ở nơi đâu. Đồng thời ca ngợi văn hóa quê hương.